Sáng nay ngày 21 tháng 12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị, phía đầu cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. Phía đầu cầu Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tham luận. Năm 2021, mặc dù chịu tác động lớn của COVID-19, nhưng công tác chỉ đạo điều hành của ngành tư pháp được thực hiện quyết liệt, bám sát chương trình kế hoạch công tác các nghị quyết chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa phương, công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật được chú trọng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Công tác xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện quyết liệt, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. Báo cáo tham luận tại đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát, ý thức người dân chưa cao trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đà Nẵng đã thành lập tổ tư vấn pháp lý để xử lý vi phạm hành chính, tiếp nhận, hướng dẫn kịp thời và đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch COVID-19. Nhờ các giải pháp quyết liệt đồng bộ này, ý thức người dân đã được nâng cao rõ rệt. Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Đà Nẵng thành lập ngay 4 tổ công tác, gồm tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng, tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố, tổ công tác đặc biệt về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, tổ công tác thực hiện chủ đề năm 2021, năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế.